mình phải công nhận sự thật đi. Dạ. Ông Diệm dở làm sao lãnh đạo cả bao nhiêu dân theo ông vào đây? Đúng rồi. 3 năm nay dư đoán thì học mà thấy không? Nên đây 7, 8 năm nay nó đẻ con nó có nhờ coi ngày nào đâu. Mẹ 13 năm nay thì mẹ ở đâu? Hả? À? Từ dư đoán là 3 năm nay có đồng nào, đồng sáng, đồng cổ nào? Mẹ mày con mày năm nay nó học lớp 2 rồi. Mày nói mày không nhờ bố mày hả? À? Mẹ mày đẻ con thì mày làm đi. Bố đéo làm nữa. Ông nội không? Như là ông nội hay ông ngoại đấy? Ông nội đó. Ông nội. Má. Cho nó 10 tỷ cái nhà cho rồi. Cho nhà gần chục tỷ mà đủ mẹ nó. Mà bây giờ nó vẫn bảo nhờ, nó. Mày đéo mày thế. Thì mẹ nó cái con cái nhờ nó con quỷ con ma không mà mày. Mà nào. Mẹ mà ra ngoài mày đàn rồi mày mua nhà. Mẹ mày tài lắm. Tao cho mày đàn mày mua nhà thì tao cho mày tài lắm. Chắc nó sướng quen rồi, nó ở vạch tài thì mày bây giờ mày khổ mày biết mày. Nó ở vạch đích rồi ông ạ. Ừ. Nó ở vạch đích rồi. Vạch đích rồi. Vạch đích rồi. Nhiều đứa nó ở vạch đích coi rồi. Người ta thì mẹ nóng với nhà thì đẹp có đây thì mẹ nhà là chục tỷ mà nó còn coi đủ mẹ. À, bây giờ thế hôm nay tao bảo là mẹ éo còn đứa nào nữa. Cứ mua hai ký thịt heo về kho chừng 20 cái chân đấy. Mua mấy cây kẻ bắp đấy, mấy ký mà vào đấy. Mẹ lắm cửa không ăn, còn mày đi đâu kẻ mẹ mày. Nếu cần nữa. Quê à? Mà, về quê. Còn mấy cái. Về quê bố ạ. Hả? Về quê. Tết về quê chưa? Tao mất gốc Bắc. À, ông ở Bắc à? Mất gốc Bắc. Ông ở đâu Bắc? À, Thái Bình mất gốc rồi. Ừ, mất gốc rồi. Mất rồi vào năm 4 mà làm sao còn không? Đẻ 13 tuổi ông già mấy vào đây còn sống đéo làm sao còn. Đấy mà bây giờ coi bằng tuổi tao ngoài Bắc thì không còn thằng nào hết, chết hết rồi. Chết hết rồi. Ồ. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 72 rồi. Ôi giời ơi, 72 trẻ thế nhỉ? Chết hết rồi, đéo mẹ. 72 trẻ quá. Phong độ. 6 đứa con, 7 đứa con, mẹ nó phải coi. Thế mà cho nó cái nhà gần chục tỷ mà bây giờ nó về nó bảo ông chả trông nom cháu gì kìa. Hay ông mải đi chơi. Nó có nhờ gì đâu, chú phá mày gì. Mấy lần mày ta đưa con nhập cái cháu mà đi học mà đưa bằng gì đấy. Mẹ này. Tiền bố mà cứ ông 20, ông 20-30 đây thì mẹ cho ngoài đây thì kéo biết đây. Hay là ông mải đi chơi. Có. Mải đi đánh cờ tướng mà. Ở nhà đi đâu. Mẹ ở nhà không. Mẹ con này tối người ta đẩy ra đây không chơi không. Mệt rồi. À đấy. Đấy. Cơ bản là ông sinh con ra ở Vạch Đích rồi. À, Vạch Đích rồi. Đúng không? Mẹ sướng quá đéo biết mù. Đấy, sinh ra Vạch Đích rồi. Nhiều. Ra cầu kiếm cái nhà tròi ở đéo có nên mẹ nó cho nhà gần chục tỷ mà nó coi nó đéo nhờ, đéo quả. Câu chuyện của ông nó thích thì ông bán đi. Mẹ mày ở bố mày bán đi thì mẹ mày cho mày ra đường. Cấp mẹ mày. Bố mày đi bố bán đi cho mày ra đường. Mà đi thuê nhà, cho mà đi thuê nhà mà thấy cảnh. Ba cũng chịu nói vậy, ba đâu có chịu đâu, cũng bực quá. Bực thì nói thôi, bực lên thì nói. Bực lên thì nói con cháu thế thôi. Tức là mình bực vậy thôi chứ vẫn là con của mình mà. Chết có mang đi được đâu. Đúng không? Bố không nhận không? Vô tình chứ. À thì tức thì nói đấy là chuyện bình thường nhưng là, bố ơi. Bây giờ xã hội là thế đấy. Bây giờ nhiều đứa nó ở vạch đích, nhiều đứa nó ở vạch đích mà nó không biết đâu. Nó không biết. Mày ăn. Đấy. Nó ở vạch đích nó sướng quá rồi. À. Thế bố ở Thái Bình là quê gốc bố ở Thái Bình ở khu nào Thái Bình? Phú Thư. À. Nhà thờ của Việt nó đang xây lớn lắm. Nhà thờ đúng rồi. Vâng. Thì hết 100 tỷ chưa xong đấy. Dạ. Không, em đi về đấy nhiều. Cái tòa thánh ở thành phố Thái Bình rồi to à? Đúng nhỉ? Ngay nhà thầu của Việt Thế Bình đang xây nhà cứu đồng. Cứu đồng đâu có bao nhiêu dân cư thì thế mà xây nhà thầu quá. Xây to lắm. Thế xây gọi là trung tâm hành hương, trung tâm hành hương. Trung tâm hành hương. Của mẹ Fatima, ôi dồi ôi. À. Cái xứ nó nghèo lắm. Nghèo lắm. Nghèo mà sao lại nắm tiền xây thế nhỉ? Ông cha ông ngoại giao. À, ông cha ở đấy ông ngoại giao được. Ngoại giao rồi. À. Chứ còn dân Thái Bình. Mày không nghe à? Dạ. Thái Bình có nhà mái cha mấy cháu có lò đúc nuôi mà thấy à? Mày nghèo không mình làm gì có tiền đâu. Mà bây giờ đấy. Ông anh mà về xa rồi con bên họ bà già tôi đó. Bà. Ông 72 tuổi sắp chết ông ngồi phòng sắp chết cái đầu gối nó cao hơn đầu á. Sắp chết rồi. Thì ông bảo này, anh đến coi năm được mấy
700 kg này. Mày ăn đéo gì? Đúng rồi. Một tháng tao mua cả chục lần chứ đấy. Mày ăn con đéo sống nổi trong Sài Gòn đấy. Mày ăn ở ngoài quê mà làm cái gì làm sao mà sống? Thiếu gạo thôi, chứ đéo có tiền. Đấy. Bây giờ nhờ con nó làm khu công nghiệp về. Dạ. Đó. Vì Thái Bình với Nam Định. Thái Bình với Nam Định nó không kiểu giao thông nó không phát triển mạnh. Nó không phát triển được. Bây giờ bắt đầu nó mới phát triển mạnh bây được. Bây giờ nó bắt đầu phát triển thì đéo mẹ nó chết đà hết. Ôi tao này. Bây giờ nó cũng khác nhiều rồi đấy ạ. Cái thằng đó ở Thái Bình nó vào đấy là người xây dựng không à. Nó mà... quê làm gì sống không. Mẹ con vào đấy con mới sống chứ còn ở đây con sống gì. Mẹ quay năm con mới xào ruộng mà sống đéo gì mà sống. Đấy. Bây giờ nó đỡ hơn, nó có nhiều công nghiệp hơn rồi. Đây hôm nay nó có cái gì là tao mới quay tin này kìa. Tin gì không? Cái thằng này nó nói đủ má, nó nói mặt đúng buồn. Tên như nào? Gì đây? Đấy con đang quay câu chuyện của ông vui quá, đấy. Nó hay quá. Bởi vì là nhiều đứa bây giờ nó ở Vạch Đích. Đấy cái câu chuyện là nhiều đứa sinh ra ở Vạch Đích. Ôi giời, nó đéo biết. Nó không chịu ăn, ví dụ như là đầy đồ ăn đấy. Mà như nó bị ngày xưa như thế hệ các ông đói bỏ khổ, đói lắm chứ. Đấy. Hồi xưa ta đói bỏ mẹ đi. Đấy. Mẹ no đéo gì đâu. Bữa cơm ăn bữa này còn lo bữa mai đéo xong. Thế là ông hôm nay ông nghe câu chuyện gì? Tao nói là kẹt, không nói được. Không nói được, cái câu chuyện này bí mật. Không nói được. Không lên truyền thông được đúng không? Cái đấy. Thằng này nó là sở địa chính của Nguyễn Bình Chánh. À, không bây sở giờ là chống tham nhũng rất tốt mà. Đúng mắt nhưng mình nói về không được. À. Mình nói về không được. Đúng rồi. Cái gì mình nói ra sự thật quá không được. Nó có luật nữa mà. Nó có luật, đúng rồi. Mày có nói đúng, tao cũng cho mày nói cơ mà. Chính xác. Chứ bảo mày nói sai, tao bắt mày, tao nói đúng, mày nói đúng, tao cũng cho bắt, tao bắt mày luôn. Đúng rồi. Nếu có nói sai. Như là cháu đang ngồi ăn cơm mà cháu nghe ông nói câu chuyện mà con ông. Đấy. Nó về nó lại mắng kiểu, nói chung là nó mắng kiểu nào, nó mắng yêu ông thôi. Đó, yêu ông, yêu cái đéo. Mẹ, yêu cái đéo. Mẹ cho nó ăn. Chính thang kiểu mạc bà nằm vương bấm mà nó còn đéo biết gì nữa. Ông chiều quá. Ôi giời ơi, chẳng qua là thịt mẹ là trong trứng nó ngon quá, nó cứ tưởng nó là rồng. À. Mày. Thế là. Thế là. Thế tầm này là tao có đóng cửa vào. Ông mày, đi du lịch. Mua 2-3 cái thịt heo. Ta kho chừng 2-3 chục cái bị lộn. À bị trứng gà vào. 3-4 ký xương vào với em 1-2 quả cải bắp. Thế là xong. Đấy mì mà tao mua rồi đấy. À. Cứ xào lên là ta ăn. Vậy xong. Với này. Chứ được 1-2 thùng bia đấy. Đấy, thoải mái ông nhỉ? Thoải mái. Mà như là phải nói rằng ông 72 tuổi nhưng rất là thanh niên chị nhỉ? Thì đâu thanh niên thật, trẻ đánh thật. Đánh cầu lông chứ, đánh cầu lông à. Đánh cầu lông. Đấy, thể thao là rất là quan trọng. Thể thao là khỏe lắm mà... ấy, thể thao thích ăn cơm được ấy. Thể thao khỏe đấy chứ. Nó bài tiết. Mày tài xế à? À con á, không à. Con ấy rồi, con làm đầu bếp ở gần đây. Đến chỗ nào? Ở dưới chỗ Hollywood, qua Hollywood. À. Dạ. Thế là Hollywood qua thì ở Vĩnh Lộc ạ? À? Vâng, con hay nấu hay là con nấu ăn và con hay ra đây ăn cơm ở à, nhà chị đây. Mày quê ở Bắc à? Vâng. Vào đây làm ăn. Mày thấy không? Có ai mà ngược ra Bắc làm ăn không? Mẹ vào à. Nam không? Mày thấy không? Vâng. Mày thấy đồng bào vào Nam làm ăn chứ sang đấy là Ninh Bình nó vào làm ăn thì nó ở Ninh Bình thì sống đéo được. Đấy, Ninh Bình này. Cái đấy thì nó cũng tùy thôi. Tùy thôi. À. Ở đâu nó hợp thì mình ở, mình làm. Thì đây. Chỗ nào có lúa có thóc ngon là tao kiếm. Đúng rồi. Nói nên là bố vào đây từ Bắc 54 cơ mà, đúng không? Mà tao phải tao mới vào đây. Đấy là tao vào sống với chế độ Việt Nam Cộng Hòa là 26 năm rồi. À, tức là bố sống ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa là 26 năm rồi. 26 năm. Đấy. Tức là như ngày xưa đấy là vào theo ông già theo đạo à? Đó đi lính theo ông Diệm đó. À. Theo ông Diệm đưa đi. Dạ. Bao nhiêu đưa đó là vào bài bản lắm đấy, đừng có tưởng. Đúng rồi. Dân là vô cấp nhà, cấp đất luôn đấy. À. Tưởng. Đấy. Nếu mà mày cày cấp ruộng cho mày. À. Cấp châu bò, cấp nông cụ cày cho mày luôn. À. Rồi 54 đấy, ông Diệm nó vào đấy. Đấy. Thế như là sao ông Diệm lại bị chúng nó lại chơi đấy, kiểu sử tử, nó chơi đẻo ấy. Thì ta đã nói mày là mẹ châu buộc ghét châu ăn mà mày nói. Không như là ông Diệm mà bây giờ nhá. Ông còn... Diệm cũng là một nhân tài, mình không thể nói được. Dạ, mình đúng. Phải nói mình phải công nhận sự thật đi. Dạ. Ông Diệm dở làm sao lãnh đạo cả bao nhiêu dân theo ông còn em. Đúng rồi. Mày thấy không? Không, ý con đang nói là tại sao ông Diệm ấy. Đấy. Ông ấy như thế mà ông Diệm lại bị bọn nó thịt. Thịt đó, nó thịt để cho một cái đường đối thoát vào. À. Mày hiểu không? Mà bây đó, giờ ông Diệm tính không cho ngoại lai vào trong miền Nam. À. À, không cho Pháp, không cho Tây hay không cho Tàu vào. Không cho Mỹ vào. Ờ. Thế là bị nó thịt trong ấy, nó thịt trong ấy, à. Mà mày nói sao vậy?
Đấy. Cái cấu nó thịt trong để nó đưa cấy cái mầm mống của Mỹ và cái thể ách thông trị của Tây Âu vào. À. Nó đào tạo nó một chính thể mới mà nó ra. Đấy. Dựng ra lung thiệu đấy. Đấy. Trời ơi, mày không thấy. À. Tức như là sau khi thì nó tao cũng là một nhân chứng ở trong cái đó thôi. Mà nhân chứng sống trong cái thời kỳ đó. Mà với là tôi sống với thời kỳ này là 47 năm. 47 năm rồi, gần sang 48 năm. Còn cái gì nữa đâu mà cảm gần một đời người thôi. Đời người là em mới có bao nhiêu 65 cuộc đời đấy. Ta sống 74 50 gần 50 năm rồi còn đấy. Gì nữa đâu mà. Đấy, gần 50 năm rồi. 50 năm rồi còn gì nữa đâu mà không hiểu. Nhưng là bố ơi. Cái vấn đề là ông Diệm bị nó thịt đúng không? À, thì nó thế nhưng là đến không? Bây giờ 47 năm chúng nó lại mang ống lên nó thở. À, thế bố thấy thế nào? Bố thấy có được không? Ta không hiểu nổi. À, đấy cái bọn thì bây giờ nó có một cái gọi là lịch sử mà khi nhớ về cội nguồn nó nghĩ lại. Đây này, cái lớp trẻ bây giờ nó có quyền so sánh và nó có quyền cho là phản bác. Đúng rồi. Nhưng mà với bây giờ là không phản bác được. Dạ. Không cho. Trời ơi, phản bác thì chết. Thì bây giờ nó rõ ràng rồi gì nữa mọi người. Nhưng mà không chấp nhận sự thật như vậy. Đấy. À. Đấy. Buồn cười quá, 47 năm rồi bây giờ lại mang ông lên làm dỗ. Mà làm dỗ. À, thịt bố. Chuyện. Đó là chuyện của xã hội mình không nói được. À. Mình theo cái cuộc sống bây giờ là mình phải biết. Bây giờ cái sự học vấn của nó giờ con nít nhà đại học có tiến sĩ nó nhiều rồi, thạc sĩ nó nhiều rồi. Trình độ hiểu biết nó phải cao chứ. Đấy. Đúng không phải là không khác trời ơi. Bố thấy ở trong này cuộc sống thế nào? Phát triển tốt không? Phát triển được. Trong này nó là nguồn thu nhập chính của đất nước mà mày nói giàu nhất mà giàu nhất. Cái Sài Gòn mà đéo mẹ. Là thu nhập chính của không, thành phố Hồ Chí Minh chứ Sài Gòn nó chỉ bé tí. Là Sài Gòn đấy. Sài Gòn ngày xưa nó là Sài Gòn Gia Định đúng không? Là một cơ cấu kinh tế lớn nhất cả lớn nước. Lớn nhất đấy. Đúng rồi, quá tuyệt vời. Đóng cao mà. À, cái quan trọng nhất là chỉ cần nhìn thấy bố là 72 tuổi thôi. Rồi. Là đã đạt đẳng cấp rồi, nhìn như này đã đẳng cấp đó rồi, khỏe mạnh đẹp trai này. Kiện. Đúng không? Điều kiện tốt. Dạ. Tốt. Điều kiện tốt mới được như thế. Ăn uống. Chứ còn bố biết không ở ở bên nước ngoài kia là 70 tuổi 67 tuổi mới nghỉ hưu. 67 tuổi mới nghỉ hưu. Ừ. Nghỉ xong khoảng 2 năm hoặc 3 năm nữa tèo mẹ đi. Tèo à? Thế thì lương gì nữa? À, lương gì? Mà ở Việt Nam thì nghỉ rõ là sớm, thoải mái bố nhỉ. Bố nghỉ 4 mấy nè. À, bố nghỉ bao nhiêu năm rồi? 40 mấy đã nghỉ. À 40 ta đang nghỉ nhiều. Thế là bố nghỉ theo kiểu 41 à? Nghị định 41 à? 40 ta nghỉ lâu rồi. À. Tức là làm ăn có kinh tế rồi nghỉ không thể không làm nữa. Ngày xưa bố làm gì? Bố làm đủ ngành nghề. À. Thì có ăn cướp ăn trộm là không có. Ôi cướp ăn trộm là không có. Có 40-41 tuổi đã nghỉ rồi thì nghỉ bây giờ là 70 tuổi rồi. Tức là nghỉ 30 năm nay hưởng lương. 30 năm rồi còn gì. Ôi giời ơi, 30 năm hưởng lương. Chế độ mình phải căn bản lắm. Chế độ căn bản đúng không? Đấy. Đồng, có đồng lương nhà nước nào đâu. Đấy. Cứ từ bản thân sống tự động. Đấy. Kiếm bới đất tìm sâu, kiếm bới đất tìm cuộc sống mà ăn thôi. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Trời. Như là đấy, bây giờ bọn trẻ nó ở vạch đích rồi, nó không biết được cái... Nó không biết được cái gì cả. Đấy. Đấy. Nó có nghĩ là nó trên trời rơi xuống không? Phải có sẵn cái đó. Vui quá. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe nha. À. Lúc nào tác phong nó phải hoành tráng như thế này. À. Đấy, cứ khỏe mạnh được. Con cảm ơn bố nhiều. Nói lắm. Đấy.